Với cạnh tôi vào lúc này đó là tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, người được nhiều người biết đến với cái biệt danh là cha đẻ của Việt Kỳ. Và rất cảm ơn anh Tuấn đã nhận lời tham gia với chương trình ngày hôm nay. Vâng. Bên cạnh anh Tuấn lúc này thì là anh Bùi Tài, một người đến từ Bình Định và là một người được cho là ủng hộ theo quan điểm muốn phát triển P-Network. Và anh Tài thì cũng đã tham gia được P-Network trong một thời gian là khoảng 6 tháng đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Và để bắt đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay một cách cởi mở thẳng thắn thì chúng tôi cũng xin chia sẻ quan điểm từ phía những người tổ chức chương trình. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ cùng tranh luận trên phương diện một cách khách quan, cởi mở, thẳng thắn. Tuy nhiên là không có những công kích mang tính cá nhân. Ở đây chúng ta sẽ cùng đưa ra những luận điểm khách quan dựa vào hiện trạng thực tế của P-Network đang như thế nào và kỳ vọng của các bên ra làm sao. Và từ đó thì chúng ta sẽ có thể tự rút ra những quyết định của mình. Chuyện đào Pi hay không, tham gia vào cộng đồng Pi hay không, hay là dừng lại, đó là quyết định của mỗi người. Còn ở đây chúng tôi sẽ chỉ có những tranh luận mang tính khách quan để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn về một về P-Network, một thứ đang khiến rất đông người quan tâm đến nó. Và để bắt đầu chương trình thì anh Tài, anh có thể giới thiệu một chút để cho khán giả có thể biết anh là ai, anh đến từ đâu và anh đã tham gia Pi được 6 tháng thì anh thấy như thế nào và kỳ vọng của anh khi mà đến với trường quay ngày hôm nay là gì? Lời đầu tiên tôi xin gửi lời chào bạn Lê, bạn MC và bác tiến sĩ. Thì với một cương vị của một người thật sự mà nói trong cái giới Pioneer của Việt Nam thì mình là một trong những người gọi là người trẻ đó, bởi vì mới quá mà mới tham gia tầm khoảng 6 tháng 15 ngày, chính xác là 6 tháng 15 ngày thôi. Nhưng mà khi mà mình tham gia và mình bỏ rất là nhiều thời gian để tìm hiểu thì mình thấy P-Network là một cái cơ hội rất lớn cho người dân Việt Nam và cả người dân của thế giới nữa. Và mình sau khi một thời gian mình tìm hiểu ấy, thì hiện tại bây giờ ấy, mình dành tất cả thời gian và tình yêu của mình cho Pi để mình lan tỏa cái giá trị này ra cộng đồng. Đấy là cái lý do chính để mình có mặt trong ngày hôm nay. Dạ. Và quan điểm của anh ngày hôm nay tức là anh rất ủng hộ cho Pi, đúng không? Đúng rồi ạ. Vậy còn tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã được biết những thông tin về tiến sĩ đưa ra những quan điểm phản biện liên quan đến hoạt động của P-Network. Thậm chí là có rất nhiều những cái thông tin trái chiều nói về tiến sĩ hay bình luận về chuyện là tại sao anh lại có những cái phản ứng như vậy. Cảm nhận của anh như thế nào? Và ngày hôm nay đến đây thì anh có muốn chia sẻ điều gì? Thực ra thì đầu tiên tôi cũng phải khẳng định là tôi không có nói là P-Network là lừa đảo. Đấy, nhiều khi mọi người cứ nghĩ rằng là tôi chụp mũ và cho rằng là P-Network là lừa đảo. Nhưng mà trên đây, trên sóng truyền hình tôi cũng khẳng định lại một lần nữa là tôi không nói P-Network là lừa đảo. Đấy. Tôi có phát biểu về P-Network ấy với thứ nhất là tư cách cá nhân, không đại diện cho một tổ chức nào. Và cái thứ hai là dưới góc độ nghiên cứu hoàn toàn về học thuật cũng như là về mặt công nghệ. Và tôi phát biểu là dựa trên những cái mà mình nghiên cứu được, tìm hiểu được tại thời điểm hiện nay. Có thể là mai ngày kia hoặc là đến cuối năm tình hình nó khác, thì lúc đấy thì sẽ lại cập nhật lại tình hình mới thôi. Nhưng mà tại thời điểm này thì tôi nói những cái gì mà tôi hiểu biết một cách khách quan, chứ không phải là có những cái áp đặt. Và thực ra thì đây là do một số người bạn, họ biết là tôi cũng đang nghiên cứu trong lĩnh vực này, thì họ hỏi có một cái đồng như thế thì đứng trên phương diện về công nghệ thì nó là như thế nào, thì tôi mới bắt đầu nghiên cứu, chứ tôi cũng có rất là nhiều việc nên là cũng không có nhiều thời gian để tự nghiên cứu đâu. Nhưng mà trước cái yêu cầu của mọi người như thế thì tôi cũng bắt đầu. Vâng. Cũng như là dưới cái đề xuất của chương trình khi mà muốn đưa ra một cái tranh biện về các cái quan điểm liên quan đến Pi, thì ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu thì tôi có thể định vai lại một chút để mọi người, khi những người xem livestream này có thể hiểu rõ hơn. Tức là đây là tranh luận giữa hai bên. Anh ta Bùi Tài thì tức là những người đang tham gia cộng đồng Pi, tức là những người ở bên trong. Còn anh Đặng Minh Tuấn tức là có thể là những người đang phản biện và đứng từ phía bên ngoài nhìn vào Pi thì đang thấy như thế nào. Tôi thống nhất như thế thì hai người có thấy hợp lý không? Thực ra thì cái ở bên ngoài thì nó cũng chưa hẳn là chính xác. Tức là góc độ quan sát thôi. Tức là góc độ phản biện. Dạ. Nói là phản biện thì tại vì khi muốn nghiên cứu thì tôi cũng phải vào trong đấy. Vâng, như vậy thì tôi lại nhất trí lại, tức là chúng ta sẽ vẫn theo cái luồng đề xuất ngay từ ban đầu. Đúng rồi. Anh Tài là người ủng hộ Pi, là người tham gia cộng đồng Pi từ rất sớm. Và anh Đặng Minh Tuấn thì sẽ là người phản biện những cái vấn đề mà anh quan sát thấy ở Pi. Đúng rồi. Đúng không ạ?
Vậy như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu cuộc tranh biện mở ngày hôm nay với hai vị khách mời, đó là anh Bùi Tài đến từ Bình Định và tiến sĩ Đặng Minh Tuấn. Tôi biết là xem live stream này thì có thể nhiều người, trong đó ngoài những người đã tham gia Pi rồi thì có rất nhiều người cũng chưa hiểu rõ lắm về Pi. Vậy thì xin phép anh Đặng Minh Tuấn là trước hết thì tôi sẽ trao đổi với anh Bùi Tài để làm rõ hơn Pi là như thế nào. Bản thân tôi thì cũng chưa phải là một người tham gia Pi và tôi cũng còn rất nhiều hạn chế trong cái thông tin, cái hiểu biết của mình về Pi. Tôi sẽ đứng dưới vai trò là một người hoàn toàn khách quan, không biết gì cả. Và tôi sẽ dựa vào, đưa ra những cái thông tin dựa vào những gì mà tôi thấy được trên đại chúng, cũng như là tôi sẽ đặt các câu hỏi với hai khách mời. Đầu tiên thì anh Tài có thể giúp khán giả hiểu hơn Pi hiện tại thì nó đang là gì và nó như thế nào? Lời đầu tiên mình nói về cái vấn đề chủ đề chính thức là Pi. Thì trên cái quan điểm cá nhân của mình và cái sự hiểu biết có thể là nông cạn, nhưng mà cũng chưa biết là như thế nào, thực chất cũng chưa biết là như thế nào. Thì trên quan điểm của mình ấy, thì mình thấy Pi là một cái đồng tiền kỹ thuật số đời thứ ba. Và đời thứ nhất á, là Bitcoin. Đời thứ hai là chúng ta đã biết là Ethereum. Và Pi là Pi Network là một đồng tiền kỹ thuật số đời thứ ba. Và nó có thời gian được nhóm nghiên cứu đấy. Thì người ta nghiên cứu cái dự án này hơn 10 năm. Thì người ta mới cho cái dự án này ra đời trên cái app điện thoại. Chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Tức là bạn nghĩ đi, một cái dự án mà một cái nhóm nghiên cứu người ta ấp ủ nó với tầm khoảng 10 năm hơn. Thì bạn nghĩ một cái dự án nó không thể nào nhỏ được. Đúng chưa ạ? Thì với mình ấy, sau khi một thời gian tìm hiểu đấy, thì theo cái quan điểm cá nhân của mình đấy, thì mình cảm nhận được rằng, thật sự mà trên quan điểm khách quan luôn nha, chứ không phải là chủ quan. Mình thấy rằng cái tương lai của tiền số là một tương lai không thể nào mà chúng ta tránh khỏi. Đấy là quan điểm cá nhân. Tương lai của tiền số là tương lai không thể tránh khỏi. Và cái đồng tiền Pi đây là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất tới thời điểm hiện tại. Tương lai thì mình không biết, nhưng mà tới thời điểm hiện tại, đồng tiền Pi là đồng tiền theo mình là ứng cử viên sáng giá nhất. Đấy, thì đó là nguyên nhân vì sao mà mình dành rất nhiều thời gian cho cái này. Mà trước đó công việc của mình là kinh doanh, nghĩa là không liên quan gì tiền số cả. Thì trước đó mình là kinh doanh Pi, cho nên là trước đó về tiền số mình chỉ nghe là Bitcoin thôi. Nhưng mà kể từ khi mình biết với Pi rồi, mình tìm hiểu rồi, thì mình tìm hiểu blockchain là gì, tìm hiểu là blockchain nó hay như thế nào để mà Pi nó có thể ứng dụng trên đấy, Bitcoin có thể ứng dụng trên đấy, và một đồng Bitcoin hiện tại giờ có giá tầm khoảng trên 1 tỷ. Đấy, thì tí nữa blockchain hay như thế nào thì tôi sẽ nhờ tiến sĩ trình bày sơ về nó để cho mọi người cùng hiểu. Nhưng mà thời điểm này thì tôi dám nhấn mạnh rằng Pi là ứng cử viên sáng giá nhất cho tiền kỹ thuật số tương lai. Và tôi dành thời gian, tâm huyết và công sức của mình, tôi lan tỏa cái giá trị này ra cho cộng đồng. Bởi vì tôi không có đủ tài, tôi không có đủ giỏi, tôi không có đủ tiền để mà tôi giúp người nghèo thoát khỏi nghèo. Nhưng mà có một cơ hội, có những cơ hội mà tôi có thể giúp người nghèo, tôi có thể giúp người dân Việt Nam này để thay đổi cuộc sống của người ta, thì tôi sẽ làm bằng hết năng lực của mình. Đấy là trong một trong những cái mà tôi đã nhìn thấy cái Pi của hai, cái hai của Pi, và tôi cứ tôi tìm hiểu. Đương nhiên rồi, sẽ cứ một thông tin diễn ra thì tôi sẽ biết được rằng nó sẽ có hai luồng. Một là luồng theo Pi và một luồng là không theo Pi. Có nghĩa là những người người ta không thích Pi, người ta nói Pi là lừa đảo đa cấp. Thì Pi lừa đảo đa cấp như nào thì sau này tôi sẽ phân tích sơ. Nhưng mà với phương diện cá nhân của tôi thì tôi đã đứng trên hai phương diện để tôi tìm hiểu, chứ không phải là một con người khách quan là đứng bên Pi thôi. Tôi phải đứng bên ngược lại nữa. Nhưng mà với tôi thì Pi là một điều mà sau này các bạn sẽ thấy. Các bạn hãy nhớ câu này của tôi này. Pi không những nó là một đồng tiền kỹ thuật số, nhưng mà nó là một cái mang cái tính nhân văn và nhân đạo nhất từ trước tới giờ tôi đã từng nghe, từng thấy và tôi từng biết. Tôi xin phép được khái quát lại. Yeah. Tức là bản thân anh thì nhận thấy là tiền kỹ thuật số là một cái tương lai không thể tránh khỏi, đúng không ạ? Và sau đấy thì anh quan sát thấy là cái đồng Pi này là một cái đồng như vậy, có đúng ứng rồi. Dụng các cái công nghệ mới, ứng dụng blockchain, và anh nhìn thấy cơ hội cho rất nhiều người và anh muốn tham gia rồi chia sẻ nó với cộng đồng. Đúng rồi, chính xác. Đúng không ạ? Vâng, và vừa rồi thì anh Tài cũng đã giúp chương trình, có thể giúp cho những người theo dõi có thể hiểu một chút về Pi Network, một cái đồng tiền mà cộng đồng đang gọi là đồng tiền kỹ thuật số trong tương lai. Đúng không ạ? Hiện trong tương lai, tôi xin phép nhấn mạnh là trong tương lai. Và xoay quanh cái nội dung đó thì cũng đó có rất nhiều những ý kiến bình luận trái chiều, phân tích khác nhau, và thậm chí là chúng tôi những người làm ở trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số Đài Truyền Việt Nam thì cũng đã ghi nhận được nhiều ý kiến như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi một video clip. Chỉ cần một chiếc smartphone tải app Pi Network rồi tạo một tài khoản bằng số điện thoại là có thể bắt đầu đào được Pi. Lúc đầu mỗi người dùng sẽ có một đồng Pi trong tài khoản. Trong vòng 24 giờ vào ứng dụng một lần để điểm danh, số Pi sẽ tăng theo thời gian.
Người dùng có thể tăng tỷ lệ nhận Pi bằng cách mời thêm bạn bè cộng đồng và tăng thu nhập bằng cách xây dựng vòng tròn những người thân thiết cũng đào Pi. Đơn giản và miễn phí là hai yếu tố tạo nên hiệu ứng Pi. Tôi đào gần một năm, hiện đang có hơn 2.000 Pi. Không mất gì thì mình cứ đào thôi, được ăn cả, ngã thì thôi. Ngày xưa đã để mất cơ hội với Bitcoin, nên giờ thì cứ thử với Pi xem sao. Nếu sau này Pi lên giá thì quá tốt, còn không thì chơi cho vui. Đơn giản là sự kỳ vọng. Sự kỳ vọng, đúng vậy. Cơn sốt tiền ảo và sự leo thang của giá Bitcoin đã châm ngòi cho hiện tượng đào Pi. Thế nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, việc so sánh Pi và Bitcoin là khập khiễng. Bitcoin xây dựng dựa trên công nghệ blockchain, phân quyền, có nghĩa là không ai có thể điều chỉnh cách mà Bitcoin hoạt động. Trong khi đó, Pi đang nắm trong tay một tổ chức với hàng chục triệu người tham gia. Và cũng phải nói thêm, Pi Network hiện không có chút giá trị nào vì mã nguồn đóng. Tiền đào ra được thì chỉ lưu trên điện thoại người dùng hoặc là trên máy chủ tập trung. Và một khi mà được lưu trên máy chủ, thì người quản trị có toàn quyền thay đổi, tạo ra bao nhiêu tùy thích. Dần dần hệ thống Pi Network sẽ cho ra sàn giao dịch Pi mà giá tăng lên hàng ngày. Người dùng sẽ được khuyến cáo là trả thêm một ít tiền Việt Nam thì sẽ mua được rất nhiều tiền Pi. Đó cũng là lúc người chơi bị rút tiền. Kể cả sau này Pi có giá trị trên các sàn giao dịch, điều gì đảm bảo đội ngũ tạo ra Pi không tự in cho mình hàng triệu Pi để tiêu dùng nào? Liệu Pi có giống Bitcoin, chỉ giới hạn 21 triệu đơn vị hay muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Cứ nói Pi lừa đảo, họ có lấy của ai đồng nào đâu. Theo các chuyên gia, tham gia Pi chưa hẳn là miễn phí, vì người dùng sẽ phải đánh đổi nhiều thứ, từ số điện thoại, thông tin cá nhân hay là quyền truy cập vào điện thoại. Với dữ liệu của 13 triệu người dùng, thì việc kiếm tiền đối với Pi Network không phải là điều khó khăn. Thuật toán gì tạo ra Pi chỉ bằng cách điểm danh mà cả ngày không tốn năng lượng? Chẳng qua là một kiểu lấy thông tin, dữ liệu cá nhân bằng cách người tham gia Pi tự nguyện đưa thông tin của mình cho họ mà thôi. Bao nhiêu tiền xem quảng cáo miễn phí cho Pi, tiền từ đấy mà ra chứ đâu. Mạng xã hội tiếp tục bàn luận về Pi chưa có hồi kết. Người không ngần ngại sẵn sàng tải app để tham gia. Người dè dặt thì đặt ra dấu hỏi, Pi là gì và Pi có an toàn hay không? Thậm chí nhiều người còn chưa trả lời được. Song cho đến giờ, cộng đồng tham gia Pi vẫn đang lớn lên từng ngày. Thị trường tiền số là thị trường vô cùng khó đoán. Nhiều người kiếm được tiền từ Bitcoin, cũng nhiều người mất nhà mất cửa vì những thứ na ná mạo danh tiền số như là iFan hay là Gem. Giấc mơ về đồng Pi có màu gì? Có lẽ là chỉ thời gian mới cho người tham gia câu trả lời chính xác. Anh Đặng Minh Tuấn thân mến, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã trích dẫn lại một số những cái nhận định ở trên các cái trang mạng xã hội cũng như những ý kiến khác nhau. Có ý kiến thì giống với cái quan điểm của anh, có ý kiến thì có giống quan điểm giống với anh Bùi Tài. Bây giờ thì tôi xin hỏi anh một chút là điều gì đã khiến anh nghi ngờ Pi? Tôi xin phép dùng từ nghi ngờ thay cho phản đối đúng không ạ? Vì chúng ta cũng chưa kết luận một cách cụ thể. Thứ nhất đấy, cái điều mà tôi cảm thấy có những cái mà nó chưa được đúng theo với lại cái quảng cáo, tức là theo sách trắng cũng như là trên trang web chính thức của Pi Network ấy, thì có những cái mà mục tiêu của cái và cái ưu việt của cái đồng này so với ví dụ như Bitcoin chẳng hạn, thì ở trong đó là tác giả có phân tích là những cái ưu việt ví dụ như là đào coin ở trên điện thoại, dùng điện thoại để xác thực các giao dịch vân vân. Thì sau khi xem xét kỹ, cài đặt thử nghiệm và có cả những cái bạn mà mặc dù ở đây là mã nguồn mở nhưng mà có những cái chuyên gia về phần mềm cũng đã mổ xẻ phần mềm ra và thấy rằng là cái điều đấy nó không đúng. Tức là tại thời điểm hiện nay là không có cái chuyện đào xác thực giao dịch bằng điện thoại như là trên quảng cáo. Thì đấy là cái mà tôi thấy là nó không đúng. Cái thứ hai ấy, mà tôi nghĩ, mà tôi cảm thấy là cái vấn đề lớn, đấy là cái tính minh bạch của cái dự án này. Vì hầu hết các cái dự án tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa thì nó đều mở mã nguồn. Và thứ hai là nó minh bạch không chỉ mã nguồn mà minh bạch các cái dữ liệu
hay còn gọi là sổ cái hay là blockchain chẳng hạn, thì tất cả các giao dịch, kể cả cái giao dịch mà tạo sinh ra tiền ấy, thì nó cũng đều ghi ở một chỗ để mọi người có thể nhìn thấy. Còn ở đây dự án này thì tôi không thấy cái điều đấy. Tức là mọi người cứ đào nhưng mà không biết cái việc đào nó như thế nào. Đấy, tức là nó không có thông tin, nó không được minh bạch. Cho nên là người ta rất là dễ dàng có thể đặt ra câu hỏi là cái người chủ dự án coi như là một cái, ở đây tôi cũng có thể hình dung ấy, và mọi người có thể thấy như là một cái quốc gia, và quốc gia đấy có thể ban, tức là phát hành tiền, phát hành như thế nào thì không ai biết. Và cái việc là chủ dự án họ có phát hành cho bản thân họ bao nhiêu cũng không thể biết được cho đến thời điểm này. Đấy, và tiếp theo ấy, là theo kế hoạch là đến cuối năm thì sẽ mở mã nguồn, và cái quá trình mà tặng tiền ấy lúc đấy nó sẽ thấp đi rất nhiều. Tức là có nghĩa là đến cuối năm gần như cái việc mà chia tiền hay là phát hành tiền là nó gần như là xong xuôi. Nhưng mà toàn bộ cái quá trình đấy ấy, thì rất là không có thông tin, không biết được là cái việc phát hành đấy như thế nào. Thế cho nên là tôi cảm thấy là nó so sánh với các cái đồng tiền mà tôi đã từng nghiên cứu ấy, từ Bitcoin, Ethereum, hầu hết đều mở mã nguồn và đều mở cái sổ giao dịch để mọi người đều có thể theo dõi được. Nhưng mà cái dự án này thì nó không như thế. Tại sao các cái đồng tiền số khác thì lại phải mở mã nguồn và mọi người cùng theo dõi, cũng như là lại thậm chí là, như tôi đọc và tôi biết thì là Bitcoin thậm chí còn phải giới hạn cái tổng số đồng tiền? Cái việc giới hạn tổng số đồng tiền thì đấy là một cái triết lý khác. Nhưng mà tại sao cần phải minh bạch ấy? Là bởi vì nhất là những cái đồng tiền mà crypto ấy, thì nó được, cái giá trị của nó chính là niềm tin. Chứ không phải giá trị của nó là được bản vị bằng một cái giá trị vật chất. Tức là trong tiền kỹ thuật số thì nó có hai dạng. Một là stablecoin, và thường là nó được bản vị bằng cái giá trị thật. Thứ hai là những cái đồng tiền mà nó được tạo nên giá trị bởi niềm tin. Ví dụ như là Bitcoin, Ethereum và rất nhiều các cái đồng ấy, nó không bản vị theo một cái giá trị vật chất cụ thể, mà cái giá trị nó được tạo nên bởi cái niềm tin. Thế thì muốn tạo được niềm tin ấy, thì nó phải minh bạch. Chứ còn nếu mà bây giờ nó rất là tù mù, không ai biết cả thì ai làm sao mà tin được. Thế cho nên là người ta phải minh bạch tất cả từ mã nguồn cho đến tất cả những cái dữ liệu ở trong, để ai cũng có thể kiểm tra được là thông tin nó như thế nào. Thì đấy là khái quát qua là những cái điểm mà tôi cảm thấy là không tin cậy, nó không minh bạch. Và cái đấy là tôi nghĩ là đấy là cái vấn đề chính, là cái vấn đề không minh bạch. Anh Tài, vừa rồi thì tiến sĩ Tuấn cũng đã chia sẻ cái quan điểm của như vậy, tức là có rất nhiều điểm mà khiến cho nếu nó là một, tôi chưa dám gọi là đồng tiền, nhưng nó là một thứ để trao đổi giữa hai bên đi, chẳng hạn như vàng đi, thì nó sẽ phải có sự tin cậy của hai bên là nó rất là quý, nó rất là có giá trị, hoặc là biết được là ví dụ là nó thực tế có phải là vàng hay không, hay là nó một cái cục giống màu vàng, đúng không ạ? Thì anh có phản biện lại ý kiến của anh Tuấn hay không? Theo ý kiến của tiến sĩ Tuấn thì tôi xin mổ xẻ vấn đề như sau. Thì thật chất á, cái thuật ngữ đào, tôi xin phân tích thuật ngữ đào trước, bởi vì thực chất tiền số dựa vào cái vấn đề á, là dựa vào cái nền tảng blockchain để mà phát triển, thì nó thuộc dạng là một loại tài nguyên của internet, giống như là chúng ta khai thác vàng, kim cương đó. Nó gọi là khai thác bởi vì chúng ta phải khai thác nó, bởi vì nó là tài nguyên. Chúng ta phải khai thác, và thuật ngữ đào nó có ở đây chứ không phải là chúng ta đào bới để chúng ta có nó. Nhưng mà với Bi thì chúng ta đang điểm danh để chúng ta, gần như là chúng ta điểm danh để nhận cái số công tương ứng với cái chúng ta đóng góp. Ví dụ như bạn đóng góp một mình bạn, tôi đóng góp vì cộng đồng, vì 10 người, vì 100 người, thì cái phần thưởng của tôi nó sẽ khác bạn. Đấy, thì đó là cái điều mà làm cho cái thị trường Bi này, cái Bi này nó tin tưởng. Và sau khi ra đời chưa được 24 tháng thì tổng số người tham gia đã là tầm khoảng trên 13 triệu. Đây là 13 triệu, đây là được thống kê cái số người mà 3 phiên liên tiếp người ta ít nhất phải có kích một lần. Còn nếu 3 phiên liên tiếp mà người ta không kích một lần là không tính vào. Đấy là 13 triệu. Nếu mà tính tổng thì có thể là trên 30 tới 40 triệu lần. Còn số người mà 3 phiên liên tiếp mà kích một lần
mới tính vào là hơn 13 triệu. Thì đấy là nguyên nhân vì sao mà Pi được người ta tin yêu đến như vậy. Bởi vì thực chất nó không phải là đào bới gì, không phải làm gì cả, nhưng mà chúng ta phải điểm danh. Và mỗi ngày chúng ta điểm danh một lần, tương ứng với nó có giá trị 24 tiếng sau. Và sau 24 tiếng chúng ta lại vào điểm danh nữa. Có nghĩa là sau này tùy theo vào cái ngày công, giống như đơn giản bạn đi vào công ty làm, bạn phải chấm công. Thì cuối tháng thì công ty mới ông này làm đủ công, tôi chấm công cho ông. Ông này làm không đủ công, thiếu 3 công như vậy, thì tôi trừ ra 3 công. Thì đây cũng như vậy, tương ứng thôi. Có nghĩa là sau này sẽ tính theo cái quá trình là các bạn đang cống hiến cho cái hệ thống này như thế nào, thì các bạn nhận được phần thưởng tương xứng. Ví dụ như tôi nói đơn giản, nếu mà chúng ta đang có một cái điện thoại, chúng ta khai thác Pi, thì chúng ta có một cái số Pi nào đó theo trên cái điện thoại đấy. Còn lại cái, ví dụ như hiện tại tôi đang chạy Note, và rất nhiều anh em chạy Note đi, tiến sĩ cũng đã biết Note rồi, thì chúng ta bỏ một tiền, chúng ta bỏ tiền hơn, chúng ta đầu tư một cái CPU này, một cái màn hình, một nguồn điện và một đầu băng thông, thì chúng ta đang đầu tư, chúng ta đang vận hành cái sổ cái của hệ thống, nhưng chúng ta chưa nhận được gì từ nó cả, nhưng chúng ta đang đóng góp cho cái sự thành công của Pi sau này. Và anh nói tiếp đi. Rồi, và khi mà tiến sĩ nói kêu là cái đề chủ dự án, cái vấn đề minh bạch ấy, thì tôi xin giải thích như sau. Theo cái quan điểm của tôi và cái kiến thức tôi lượm được đấy, thì cái vấn đề minh bạch như thế này, ví dụ như chủ dự án người ta muốn cho mình một số Pi rồi đấy, cố định đi, thì ví dụ như người ta gọi là không minh bạch mà, thì người ta có thể cho mình một số Pi tỷ, 2 tỷ gì đấy, nhưng mà trong cái sách trắng người ta đã có một cái công thức tính rồi, có nghĩa là tương đương với khoảng 25% tổng cung khi người ta tính tới mình tại giai đoạn mainnet là đưa Pi lên cái sàn chính thì chỉ có giá trị thật đấy. Thì lúc đó người ta có 25%, nếu mà người ta muốn nhiều hơn thì người ta có thể tự cho mình 30%, 40% hoặc 50%, bởi vì người chơi chấp nhận cuộc chơi của người ta tạo ra, đúng chưa ạ? Người chơi chấp nhận cuộc chơi của người ta tạo ra, thì người ta muốn cho người ta bao nhiêu thì mình phải chấp nhận cuộc chơi thôi. Thế tại sao người ta lại cho người ta là 25% mà không phải là 30%, 50%? Có nghĩa là người ta đã có công thức hết trơn rồi, người ta đã có công thức và người ta đã muốn cái